Lan Kiệt. Sao em lại ở đây? Anh đưa em rời khỏi chỗ này đi. Bác sĩ Dương, vẫn chưa tìm được thần thích hợp sao? Vô cùng xin lỗi, bởi vì thể chất của em gái cậu khá đặc biệt, vì vậy... Không lẽ lần này em gái tôi thực sự không qua nổi? Chúng ta đành phải chờ đợi thôi. Không ngờ đúng không? Người có thận phù hợp lại chính là em. A Lợi, em không cần phải làm vậy đâu. Như vậy sẽ tổn hại sức khỏe của em. Anh thật lòng không nỡ. Thì anh có đau lòng hay không? Sao không chứ? Đây chắc chắn không phải là một lý do khác để anh từ chối em chứ. Không lẽ anh không muốn cứu em gái của anh? Đương nhiên anh muốn cứu Tiểu Tiểu. Chỉ cần có thể cứu nó, lấy mạng anh để đổi anh cũng bằng lòng. Không cần phải lấy mạng để đổi đâu. Chúng ta kết hôn đi. Là ý gì hả? Bây giờ chỉ có em mới cứu được Tiểu Tiểu. Nếu như anh muốn cứu nó thì phải đợi sau khi chúng ta kết hôn. Anh đừng nhìn em như vậy. Đây là quy định của pháp luật, em cũng đành chịu thôi. Rồi rồi, đi chậm thôi. Chậm thôi nha. Được rồi, đứng im. Đứng im nha. Chúng ta đi đâu vậy? Anh còn bắt em phải nhắm mắt lại nữa. Sắp đến rồi. Rồi rồi, đi chậm thôi, đi chậm thôi. Đến chưa? Bước về phía trước nha, bước về anh phía trước. Anh làm gì mà thực bí quá à? Ê, sắp đến rồi. Nhắm mắt lại nha. Anh đếm 1, 2, 3 em mới mở mắt. Được rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ngạc nhiên chưa? Hả? Đây là... Đây là nhà của em đó, chủ nhân. Đây là nhà của chúng ta sao? Đúng vậy. Cô thích không? Thích lắm. Nè, tuy căn nhà này có hơi nhỏ một chút, nhưng phong cách của nó đều trang trí theo sở thích của em. Chúng ta đợi năm sau sẽ đổi một căn lớn hơn. Em không cần nhà to, em chỉ cần được ở bên cạnh anh, vậy là được rồi. Trời ơi, cô vợ ngốc. Đây là chuyện mà người đàn ông nên làm mà. Em thấy đó, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm hơn người ta một chút, cố gắng hơn một chút, chẳng phải là sẽ có sao? Dương Khải, em không cần. Vậy thì cơ thể của anh cũng không chịu nổi đâu. Em chỉ hy vọng hai chúng ta mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Ê nè, em tự đi được rồi mà. Anh cứ để em tự đi lên là được. Chứ không phải em bán thân bất tiện hả? Dù sao em cũng không muốn mất công việc này mà. Hơn nữa để người khác nhìn thấy không hay. Vậy em đi ha. Ê, em không cảm thấy còn thiếu chút gì đó hả? Em đi nha. Thank you.
Bác sĩ Dương, những gì Á Lợi nói đều là thật hả? Quốc gia chúng ta vì để phòng tránh mua bán nội tạng, cho nên yêu cầu không phải người thân không được tiến hành cấy ghép nội tạng, trừ phi hai người... Trừ phi chúng tôi là vợ chồng. Tôi phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại đưa ra bài toán khó này cho tôi chứ? Thật ra dù không có điều luật này, tôi làm sao có thể kêu người khác vô duyên vô cớ hy sinh cho em gái tôi được? Huống hồ lại còn là Á Lợi. Tôi nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Chào Gia Trân, có chuyện gì mà vui dữ vậy? Hả? Đâu có chuyện gì vui đâu. Còn nói là không có chuyện gì vui nữa hả? Cái miệng á, cười tới nổi lên tới bàn tay luôn rồi kìa. Lúc nãy ai với ai hôn nhau ở ngay ngoài cổng vậy ta? Cô nhìn thấy rồi hả? Còn chụp hình nữa. Gia Trân, bộ mỹ phẩm đó của tôi đã dùng hết sạch rồi. Hay là cô cho tôi thêm một bộ đi. Cô uy hiếp tôi hả? Nếu như không, tôi chuẩn bị đăng lên nhóm bạn bè đó. Nè. Được rồi mà, tôi cho cô. Bây giờ tôi lấy cho cô luôn nè. Nè, thêm nữa đi. Đây nè, cho hết luôn á. Cái này là mặt nạ bơ trắng đen mới ra của người bên chúng tôi đó. Dễ sử dụng lắm, chuyên giải quyết các vấn đề trắng đen của da. Thấy sao hả? Nè, xóa ảnh đi nha. Ảnh hả? Ảnh gì? Đồ lừa đảo, cô gạt tôi. Tôi dùng thử mặt nạ trước rồi suy nghĩ xem có ảnh hay không nha. Cậu tới rồi. Thím Lâm, cô giảng đâu? Tôi cũng không biết cô chủ đi đâu nữa. Hôm trước là cô chủ chăm sóc ông chủ, nhưng mà nửa đêm hôm qua bà chủ kêu tôi tới bệnh viện, nói là sau này đều do tôi chăm sóc ông chủ. Nửa đêm hôm qua? Tôi cũng không biết. Bà chủ nói cô chủ đi rồi, giả lại nói là sẽ không quay về nữa. Dì ơi, dì có biết anh Kiệt đi đâu không? Không biết. Gia Trân, anh Kiệt đâu? Anh Hồng à, Tổng có biết anh Kiệt đi đâu không vậy? Tôi không biết. Không biết nữa. Không biết. Có chuyện gì vậy? Ủa? Trời ơi, anh đừng có hỏi tôi nữa. Tôi thực sự không biết cái gì hết. Xin anh nói tôi biết đi có được không? Nói tôi biết đi mà. Tôi nói cho anh biết, ngày nào anh cũng gọi cho tôi, tôi thực sự không biết mà. Phát Trinh, không Phát Trinh. Đúng á, thật không thể tin nổi luôn á em. Sao đó thì cứ đi khắp phố. Đang nói gì đó? Anh ơi, anh đi đâu vậy? Sao lâu vậy mới quay về? Không phải em nói muốn ăn bánh gạo nếp sao? Anh vừa đi mua cho em đó. Vậy thì bánh gạo nếp đâu rồi? Lúc nãy gặp bác sĩ nói chuyện chút, anh quên luôn.
Lão đại, không phải chứ, vậy mà anh cũng quên nữa. Có phải anh tới thời kỳ mãn kinh nam không? Tiểu tiểu chị nói em biết, anh trai chị tới tuổi mãn kinh nam, lần trước anh ấy cũng vậy. Cười đi, cười đi, cười đi. Cười xong anh nói cho em biết. Lộ Lộ à, tiền thưởng cuối năm nay của em không còn nữa. Đừng mà lão đại, em sai rồi, em xin anh đó. Em trên có mẹ già dưới có con ít nữa. Cả nhà lớn nhỏ của em đều đợi tiền thưởng cuối năm ăn tết đó. Lão đại, tha thứ cho em đi mà. Tiểu tiểu, mà nói anh trai em tha thứ cho chị đi. Dịp lưng. Tổng giám đốc Tịch, anh Tịch, anh tới rồi hả? Tiểu tiểu, em vẫn khỏe chứ? Em rất tốt, anh Tịch ơi, sao hôm nay anh có thời gian vậy? Anh mau qua ngồi đi. À, không cần đâu, hai người nói chuyện đi. Anh tìm anh trai em có chút chuyện. Dịp lưng à, tôi tìm cậu nói chuyện một chút. Tôi nói với công ty từ trước rồi, thời gian này tôi phải chăm sóc em gái tôi. Tôi không có thời gian giúp công ty kiếm tiền, cũng không có thời gian đóng phim quay quảng cáo. Tôi tới tìm cậu không phải vì chuyện này. Trong ngoài nói. Ngồi chơi nha. An Kiệt đâu? An Kiệt? Câu này của anh là ý gì? Không phải An Kiệt ở cùng anh sao? Anh hỏi tôi làm gì? Cậu thật sự không biết An Kiệt đang ở đâu à? Tôi đương nhiên không biết, tôi luôn ở bệnh viện với Tiểu Tiểu mà. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Alo, Phát Tranh. Tịch Si Thần vừa tìm tôi nói An Kiệt mất tích rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hôm trước Tịch Si Thần đã hỏi chúng tôi rồi, chúng tôi thật sự không biết. Cái gì? Cô ấy lớn như vậy rồi, tôi làm sao biết cô ấy chạy đi đâu chứ? Gia Trân. Gia Trân cũng không biết tung tích của cô ấy đâu. Cậu nghĩ coi, cô ấy lớn như vậy rồi, nếu cô ấy thực sự muốn trốn, cậu nghĩ coi, chúng tôi làm sao biết tung tích của cô ấy chứ? Được rồi, chúng tôi có tin gì, tôi sẽ nói với cậu được chứ? Ừ, như vậy đi, tạm biệt. Suốt ngày chỉ muốn hỏi thăm chuyện của An Kiệt. Vậy anh nói anh không biết thì bọn họ tin không? Anh ta có tin hay không, anh ta cũng đâu có làm gì được anh. Miễn ở trên người của anh mà. Phải không? Anh coi An Kiệt cũng cố chấp thiệt. Một mình trốn tới nơi xa xôi như vậy, cô đơn một mình, cũng không ai nói chuyện với cô ấy. Cũng tại tình tình suy thần đó, em thật sự không ngờ luôn, anh ta lại là một kẻ xấu có giả tâm. Nhưng mà em thực sự tin lời của An Kiệt nói hả? Đương nhiên rồi. Nè, nhưng mà trước đây anh từng thấy ánh mắt của Tịch Si Thần nhìn An Kiệt, sự si mê đó, sự chân tình dân trào đó, anh ta không giống một người đang đóng kịch. Anh thì biết cái gì chứ, anh không nghe An Kiệt nói sao? Tất cả những việc tốt, tất cả sự chăm sóc của Tịch Si Thần đối với cô ấy đều do Thẩm Tinh Du sai khiến hết á. Không tin được, bản chất của anh ta lại là lừa lọc dối trá. Nhưng mà anh lại cảm thấy rất có thể là An Kiệt hiểu lầm anh ta. Anh ta không phải là người như vậy. Thật ra có nhiều lúc anh thật sự muốn đem tin tức của em gái anh trực tiếp nói cho Tịch Si Thần biết, để hai người họ nói cho rõ ràng, như vậy sẽ không có bất cứ hiểu lầm nào nữa. Dừng lại đi. Anh quên trước lúc An Kiệt đi căn dặn lại, khi chúng ta có chết cũng không được nói tin tức của cô ấy cho bất kỳ ai hả? Đặc biệt là Tịch Si Thần. Anh đừng có làm kẻ phản bội nha. Anh không phải kẻ phản bội. Được rồi, không nghe nữa. Anh thực sự nhớ em gái của anh quá. Em cũng nhớ cô ấy. Không đẹp chút nào.
Xem nhà họ Giảng là chiến trường được không? Nếu như anh không muốn có chiến tranh, vậy hãy để tôi đi. Em nhất định phải chạy trốn sao? Cậu đó, cho nên nó mới quay về sớm hơn. Mình biết những lời cậu nói không thật, nhưng mà những lời không thật này đối với những người xinh đẹp như chúng ta đều hiệu quả. À, thôi không giỡn nữa, nói thật đi, sao lại về sớm hơn dự định chứ không phải tháng sau hả? Thật ra là do công ty mà mình ứng tuyển, họ đã trả lời mình rồi, cho nên mình mới quay về. Mình vốn chỉ là định 2 ngày nữa mới qua tìm cậu, mà không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Xem như cho cậu một bất ngờ nhỏ. Trời ơi, bất ngờ nhỏ hả? Đây là bất ngờ lớn lắm á, biết không? Mà tới thư viện làm gì vậy? Muốn trách thì trách trong nước phát triển quá nhanh. Chỗ này toàn là tòa nhà cao tầng, mình sắp không theo kịp nhịp sống rồi, cho nên đến thư viện tra một số tài liệu. Bởi mới nói ra nước ngoài làm gì chứ hả? Trong nước phát triển vừa nhanh vừa tốt, đi nước ngoài chi? Phải, thì đó, mình quay về rồi còn gì. Nhưng mà cậu một đứa háo ăn, sao lại đến thư viện chứ? Xem thường người khác hả? Tốt xấu gì mình cũng là tốt nghiệp cử nhân luật mà. Mình thì dù sao cũng ở công ty làm pháp vụ, cho nên mình mới tìm hiểu luật hợp đồng mới đó. Đúng rồi, gia trần của chúng ta tiến bộ nhiều nhất đó. Có lợi hại không? Lợi hại. À, đúng rồi. Sao? Hôm nay mình gặp được cậu, lát nữa đi mua sắm với mình nha. Mua sắm hả? Lát nữa còn đọc sách nữa đó. Đi với mình đi, hiếm khi mới gặp lại nhau mà. Mắt thẩm mỹ của cậu tốt hơn mình, lát nữa cùng mình đi chọn đồ đi. Cậu biết thưởng thức vậy, nhất định biết rõ hơn mình nên mua thứ gì làm quà tặng, đúng không? À, mà Gia Trân, cậu có cái gì giấu mình đây? Nói cho mình nghe đi. Tặng cho ai hả? Làm nghề gì? Chức vụ gì? Sở thích hứng thú là cái gì hả? Trời ơi, sao cậu hỏi nhiều dữ vậy? Ý của mình là Mạc Gia Trân có phải là bạn đang yêu không? Đúng là không được chút nào hết. Yêu đương mà cũng không nói cho mình biết nữa. Ê, nói mau, người đó làm nghề gì hả? Sao giống điều tra hộ khẩu vậy? Nó còn biết cũng được, nhưng mà mình có một yêu cầu đó nha. À, sách này hả? Mình có thể mượn về nhà rồi xem. Ý của mình là cho mình mượn trước đi. Mình mượn trước rồi cậu mượn sao? Thôi được rồi, mình đành phải chia sẻ tình yêu thôi. Cho cậu xem trước đó. Vậy được rồi, vậy mình sẽ cùng với cậu đi mua sắm. Trên đường đi cậu nhất định phải nói cho mình nghe về chuyện bạn trai của cậu. Thôi mà, đi. Anh ta làm nghề gì? Hai người quen nhau bao lâu? Mau. Với lại, anh ta bao nhiêu tuổi hả? Anh ta tốt với cậu hơn?
Trời ơi, đừng hỏi nữa được không? Rốt cuộc anh ta có đẹp trai không nè? Lát nữa mình sẽ kể hết toàn bộ cho cậu nghe. Ồ, được. Dạ Trân. Dạ Trân. Trời ơi, làm hết hồn à. Sao em lại ở đây hả? Trùng hợp ghê ha, sao anh lại ở đây vậy? Đúng vậy, mời nhau không bằng gặp nhau mà. Hay là hai chúng ta cùng đi ăn cơm tối. Ủa, người đứng bên cạnh là bạn tốt của em hả? Hay là kêu cô ấy đi luôn đi. Anh biết phía trước có một nhà hàng rất ngon đó. Chắc hẹn bữa khác đi ha. Người bạn này của em á, vừa mới từ nước ngoài về, tụi em còn phải ôn chuyện cũ nữa đúng không? Được rồi, vậy thì anh không làm khó cho hai người nữa. Đi nha. Bye bye. Bye bye. Gia Trân, có phải là mình đa nghi không? Tuy là chỉ gặp một lúc, sao mình cảm thấy có một chút mùi vị khác lạ. Nói lung tung gì vậy? Đừng có đoán bậy nha, mình nghiêm túc á. Người ta là cấp trên của mình, Niên Ngật. À, anh ta tên là Niên Ngật á? Trẻ thiệt đó. Cậu biết sao? Đương nhiên rồi, Tịch Chi Thần và Niên Ngật của tập đoàn Nhật Dĩ là nhân tài trẻ tuổi nổi tiếng trong ngành. Hai người song kiếm một bích hả, mới có tập đoàn Nhật Dĩ ngày hôm nay đó. Cậu đó, sao mình cảm thấy cậu hiểu rõ công ty của mình hơn mình vậy ta? Làm ơn đi, bây giờ mình chuyên làm về mua bán và sáp nhập công ty đó. Mua bán sáp nhập. Bây giờ mình về nước, đến công ty tư vấn đầu tư làm gì rồi. Đương nhiên là phải nắm rõ trong tay toàn bộ tình hình của các công ty này. Nắm rõ trong tay, nghe giống như là làm gián điệp vậy. Được rồi, cậu lợi hại, đi thôi. Đi lẹ đi mà. Xin chào, mời bên đây. Ông chủ, cà phê hay trà sữa đây? Ây da, Dương Khải, lâu rồi không gặp, khách quý nha. Hả, tôi cố tình tới thăm cậu còn gì. Tôi vừa mới ở phòng tài chính thanh toán hết số tiền nửa năm đầu của chúng ta rồi. Cậu nói như vậy là tôi bị tổn thương đó. Chúng ta là anh em tốt từng lăn lộn quán rượu. Vào đi, ngồi xuống. Ê trời, trước đây đều là bộ phận tài chính của công ty cậu đến công ty tôi hạch toán. Hôm nay ông chủ đích thân ra tay. Nói đi, có phải là có chuyện gì rồi không? Thật ra là vậy, công ty chúng tôi năm nay muốn mở rộng thêm nghiệp vụ, cho nên mới đến chào hỏi cậu trước một tiếng. Như vậy sau này tập đoàn Dật Nhĩ có thể chiếu cố chúng tôi một chút. Đâu có chứ, nghe nói công ty cậu mấy tháng trước doanh thu tăng vọt, còn chuẩn bị mua tòa nhà văn phòng nữa. Đúng vậy, cho nên chúng tôi mới muốn thừa thắng xông lên, nhân lợi thế này mở rộng công ty hơn nữa. Không phải chuyện gì cậu cũng có thể giải quyết sao? Đây là chuyện tốt, cậu nhất định phải mời đó. Quyết định vậy đi. Được thôi, đây là chuyện dễ mà. Nè, hôm khác chúng ta cùng đi. Đừng đợi hôm khác, hôm nay luôn đi. Chúng ta đến hàng quán, phòng VIP ở đó lớn. Tôi gọi thêm vài anh em tốt nữa. Ê, đừng. Làm gì vậy? Người anh em à, tôi vừa mới kết hôn. Nếu như vợ tôi mà biết tôi tới mấy chỗ đó hả, cô ấy sẽ giết tôi mất. Cậu kết hôn rồi hả? Chuyện này không nói với tôi một tiếng nào hết. Còn là anh em tốt của nhau không vậy? Chuyện là tôi vừa mới làm đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa tổ chức tiệc cưới. Vậy đi, nếu như tôi làm tiệc cưới, tôi sẽ gọi hết tất cả anh em đến. Chỉ là mấy chỗ đó tôi không đi nữa. Không phải Dương Khải, chẳng phải cậu từng nói là cả đời cậu đều muốn làm một quý tộc độc thân hay sao? Sao hả? Cậu là bị người ta ép buộc sao? Ép buộc cái gì chứ, tôi thật lòng thật dạ mà. Cậu không hiểu đúng không? Hỡi thế gian tình là gì hả? Một vật trị một vật. Một vật trị một vật. Chuyện này làm tôi kinh ngạc quá. Có gì mà kinh ngạc chứ. Khoan, đợi đã. Tôi có thể lý giải theo kiểu này được không ta? Cậu đó trải nghiệm quá nhiều chuyện hồng trần rồi. Đột nhiên quay đầu, cô ấy thì đứng ở một nơi ánh sáng lấp lánh.
Ây da, chuyện tình như vậy quá trớ trêu rồi. Chờ, có gì mà trớ trêu? Đây rõ ràng là trong biển người mênh mông, chỉ một lần gặp gỡ đáng để cả đời bên nhau. Được rồi, cậu đừng ở đây nói mấy lời ngọt ngào đó với tôi. Cậu gọi anh em tốt cậu ra, tôi cũng gọi anh em tốt tôi ra, chúng ta mở một bữa tiệc độc thân. Ê, đừng, người anh em, ý tốt này của cậu tôi ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà vợ tôi đang ở nhà đợi tôi. Nè, tôi sẽ trả tiền rượu, cậu có đi không? Không đi. Thôi được, vậy tôi cũng không làm khó cậu nữa. Ê, được. Chúng ta đợi tôi phát thiệp mời rồi, đến chừng đó cậu phải đến đó nha. Cậu phát thiệp mời cho tôi nhất định sẽ đi. Tôi còn phải xem vợ của cậu làm sao để có thể trói được cậu đi. Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Đi đây. Ừ. Người nào cũng thoát ế rồi, chỉ còn một mình là vẫn còn độc thân. Nói như vậy, bạn trai của cậu trước khi người yêu cũ cưới chạy đi châu Phi hả? Trời ơi, người yêu cũ cái gì? Chỉ là yêu thầm một thời gian, anh ấy cũng không phải chạy trốn, chỉ là trùng hợp đúng vào lúc đó thôi. Thấy chưa, lời mình tự nói mà còn không tin. Vậy trong hai ngày anh ta đi, có liên lạc với cậu không? Trước khi đi anh ấy có liên lạc với mình, nói là trên đường đi tín hiệu không được tốt lắm, đợi anh ấy tới nơi sẽ nói cho mình biết. Mình nghĩ trong hai ngày này chắc cũng sắp tới rồi, không có tin tức gì hết, không biết anh ấy sao rồi nữa. Xem bộ dạng mong nhớ của cậu, anh ta còn chưa về mà cậu đã nhớ thành bệnh rồi. Mình thì sự muốn nhìn xem mặt mũi anh ta ra sao, có thể cướp được cô mạc của chúng ta. Ai biết lần này anh ấy đi gấp vậy chứ, đi cái là đi mất mấy tháng luôn. Vậy thì càng tốt. Cậu tự do rồi, anh ta không có ở đây, cậu có thể đi hẹn hò với Ni Ngân. Lựa người tốt đúng mà chọn vậy. Đi tôi cảm vậy. Thấy Ni Ngân đó hình như là có tình cảm với cậu đó. Có tình cảm cái gì mà có tình cảm? Mình đã nói với cậu rồi mà, mình và Ni Ngân không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mà đã nói rõ ràng rồi. Vậy anh ta 3 lần 4 lượt hẹn cậu đi ăn cơm sao cậu không đi? Trong lòng của cậu chắc là có vấn đề. Trong lòng mình có vấn đề, mình làm gì có vấn đề chứ. Mình chỉ là cảm thấy hơi kỳ thôi. Hơn nữa mình cảm thấy lỡ như anh Phát Tranh hiểu lầm thì sao? Bởi vì mới nói. Gia Trân, tình cờ vậy? Ý, sao cô tới mua sách nấu ăn vậy? Tôi đến đây mua vài cuốn sách nấu ăn, muốn về nhà làm vài món ngon cho chồng tôi ăn. Hôm lễ chuẩn bị sao rồi? Có thuận lợi không? Cũng chuẩn bị gần xong hết rồi. Có cần tôi giới thiệu MC không vậy? Nếu cần tôi sẽ báo trước với cô nha. Được. Phải rồi, vài hôm nữa tôi sẽ đưa thiệp mời cho cô và Phát Tranh, hy vọng là cô đến tham dự. Tôi nghe điện thoại. Gia Trân à, tối nay em có rảnh không? Anh phát hiện ra một quán dân dã đặc biệt rất ngon, em nhất định sẽ thích đó. Anh đã đặt bàn luôn rồi, em nhắn địa chỉ cho anh. Anh lái xe đón em, nên nữa không gặp không về. Anh tắt máy đó nha. Ê nè, alo. Người gì vậy? Tự nói tự trả lời luôn. Tôi không làm phiền hai người, chồng của tôi đang đợi ở nhà, tôi đi trước nha. Bye bye. Cô ấy chính là người yêu cũ của bạn trai cậu hả? Lúc nãy mình nói rồi mà, không phải người yêu cũ. Yêu thầm chưa từng yêu, yêu thầm thôi. Trời ơi, thì cũng gần giống nhau mà. Nhưng mà mình thấy cô Mạc có một tính cách không bằng người ta đó. Cậu có phải bạn mình không đó? Nói đùa thôi mà. Cô bạn của chúng ta vô cùng xuất chúng, độc nhất vô nhị đó.
vậy còn tạm được. Vẻ đẹp bên ngoài khắp nơi đều có, tâm hồn thú vị chỉ có nhà này thôi. Nè, mình cảm thấy hình như quấy không biết chuyện bạn trai của cậu đi châu Phi. Mình cũng cảm thấy vậy. Anh thôi kệ đi, tối nay ăn cơm tối nha. Tự nhiên tốt bụng quá ta, chắc là có mờ ám. Làm gì mình không đi? Ê nè, mình chỉ là đang định giới thiệu cho cậu một người đàn ông đẹp trai và giàu về phong độ thôi. Tự nhiên sao lại giới thiệu bạn trai cho mình hả? Ôi trời, mình không cần. Nè nè nè, mình là bạn thân của cậu, sao nỡ để cậu cô đơn lẻ bông chứ. Đi thôi, chắc chắn là có chuyện không tốt rồi. Giang hồ cấp cứu, đi thôi. Ê, đi 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 đi. Nè. Trời ơi, ít ra cũng phải cho mình về thay quần áo trang điểm lại chứ. Bộ dạng này làm sao đi được chứ. Không cần, cậu xinh đẹp sẵn rồi. Dạ Trân. Tới rồi kìa. Chào giám đốc Niên. Đây là bạn của em, Dân Nhiễm Nhiễm. Xin chào. Bạn em vừa từ nước ngoài về, nó là muốn ăn món ở đây á. Đúng lúc anh lại muốn mời em đi ăn món dân dã. Em dẫn theo cô ấy chứ anh không ngại đâu ha. Đương nhiên là không ngại rồi. Có thể cùng hai người đẹp ăn tối là vinh hạnh của anh mà. Chào giám đốc Niên. Lần trước mình cũng gặp mặt ở ngay chỗ này. Xin chào. Đây là lần thứ hai gặp mặt, làm anh tốn kém, thật là ngại quá. Chẳng trách. Tôi nói đã gặp nhau ở đâu rồi, cô đừng khách sáo với tôi nữa. Một lần lạ hai lần quen mà. Giám đốc Niên luôn đặc biệt chú ý tới người đẹp. Mỗi lần gặp mặt anh, em đều phải châm chọc anh vài câu mới thấy vui hay sao? Đâu có. Em hai người đừng có nói chuyện nữa, có ăn cơm không hả? Ăn chứ. Thì đi thôi. Đi thôi, lên xe. Bà xã. Ông xã, anh làm gì vậy? Đừng có đùa nữa, em đang đánh răng. Anh giúp em. Không cần đâu. Bà xã, em biết không, anh nghĩ ra được chuyện lãng mạn nhất chính là nặng kem đánh răng cho em. Em đã nói không cần, em đâu có bị bệnh đâu. Nhưng mà có người chồng như anh á, sau này em không bị bệnh nữa. Hơn nữa em đánh răng cũng là vì tốt cho anh. Em biết không, kem đánh răng này á đặc biệt thơm mát, có công dụng thơm mát gấp 5 lần. Em đánh cái này cũng là vì tốt cho em nữa. Được rồi, cảm ơn ông xã nha. Đừng có đùa nữa, không phải là anh còn phải đi làm sao? Được. Mau đi. Dương Tổng, vốn đầu tư trên sổ sách của chúng ta không còn nhiều nữa. Vốn đầu tư của Trương Tổng là chưa chuyển vào. Vốn đầu tư không nhiều à? Tập giám đốc Lý. Dương Tổng à, tiền của tôi khi nào mới đưa cho tôi vậy? Tôi kêu bên tài chính đi hối rồi mà. Vẫn chưa có nữa hả? Không nhận được, vốn dĩ là không có. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Công ty chúng tôi dạo này đang đối chiếu sổ sách, có thể sẽ chậm một chút. Hay là ông đợi thêm 2 ngày nữa. Xin lỗi, làm phiền ông rồi. Đợi cái gì mà đợi, giống như tuần trước nữa phải chuyển tiền rồi. Gọi điện thoại cho công ty cậu, diễn lý do này kia. Gọi điện thoại cho cậu còn gọi không được, có phải một mình không? Đương nhiên không phải. Ông nghĩ coi, chúng ta hợp tác lâu vậy rồi, cùng lắm là trễ lại vài ngày, đến cuối cùng không phải cũng chuyển tiền tới tay ông sao? Dương Tổng ơi, cậu thương hại cho tôi đi. Công ty lớn mấy người làm ơn làm phước, mau chóng thanh toán cho chúng tôi đi, có được không vậy? Được. Ông yên tâm đi. Vậy đi, lát nữa tôi còn phải họp. Tóm lại tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiền cho ông. Phải rồi,
bên phía tổng giám đốc Trương có gọi điện thoại đến không? Tôi gọi điện thoại cho Trương tổng rất nhiều lần. Ông ấy nói ông ấy đưa con trai ra nước ngoài khảo sát, phải 4-5 tháng nó mới trở về. Sao phải khảo sát lâu vậy? À đúng rồi, chúng ta vẫn chưa thanh toán khoản cuối cùng cho bên nhà cung ứng. Họ tới hối mấy lần rồi. Tôi biết rồi, họ đã gọi cho tôi rất nhiều lần. Ê, bên bộ phận tài chính thì sao? Bên đó tình hình sao rồi? Số tiền trên sổ sách của chúng ta vốn dĩ không đủ để thanh toán các khoản này. Với lại khoản vay ngân hàng của chúng ta cũng sắp tới hạn rồi. Thay vì ngồi im chờ chết, chi bằng ra ngoài nghĩ cách còn hơn. Trả tiền. Bình tĩnh đi. Có phải mấy người muốn quỵt tiền không vậy? Nợ tiền chúng tôi khi nào trả? Hai anh đừng có nóng nảy. Nợ tiền các anh chúng tôi nhất định sẽ chuyển cho các anh mà. Trả tiền đây. Không trả tiền hả? Ở đây luôn. Phải không về? Đúng, không về nữa. Lina, giúp tôi cản họ lại. Tôi ra ngoài nghỉ cách. Không trả tiền, chúng tôi sẽ ở đây, không về nữa. Trả tiền đi. 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 Tiền của các anh ấy chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Các anh cho chúng tôi thêm chút thời gian. Hai anh về trước đi có được hay không? Chúng tôi sẽ chuyển nhanh thôi mà. Vô đó. Ủa, ông xã? Bà xã, sao em lại ở đây? Sao anh ra mồ hôi nhiều quá vậy? Từ trên lầu xuống thôi mà. Có thể vì trời hơi nóng. À, anh quên rồi sao? Chẳng phải hôm nay chúng ta đã hẹn đi mua đồ kết hôn hay sao? Lúc nãy em gọi điện cho anh mà không có nghe máy, cho nên em qua đây xem anh có ở đây không. Trời ơi, sao anh lại quên chứ? À, đi thôi, chúng ta đi ha. Chuyện đó đúng lúc điện thoại anh khóa máy nên không nhận được cuộc gọi của em. Hơn nữa, xe mang đi bảo dưỡng rồi. Ờ đi thôi em, chúng ta đi. À được. Đi em. Xin chào, chào mừng đến với khách sạn Story. Chúc buổi tối vui vẻ. Được rồi, cảm ơn. An Kiệt, bây giờ anh đang ở khách sạn. Đến thăm em đó. Ngày mai có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm. Lần này mua đủ rồi chứ? Dạ phải, anh biết không? Hả? Trong nhà của chúng ta còn thiếu rất nhiều đồ dùng đó. Đúng đó. Chúng ta còn thiếu đồ dùng nhà bếp, với lại chăn ga, gối nệm nữa. À, còn nữa, chúng ta phải mua thêm vài tấm chư hỷ nha. Phải đó. Nè, chư hỷ của tiệm đó hình như rất đẹp. Tiệm tên là gì ta? Em cũng quên mất tên gì rồi. Đến lúc đó sẽ đi xem ha. Hình như là anh ta. Là anh ta. Đi, mau. Đi, mau lên, mau lên. Mau. Màu đỏ đẹp hay là màu xanh đẹp hả anh? Ờ... chạy đâu mất tiêu rồi. Đi, chúng ta
ta ra ngoài cổng đợi. Đi. Trời ơi. Trời ơi anh coi nè, hôm nay cứ mãi nói chuyện, còn rất nhiều thứ trong danh sách vẫn chưa mua đó anh. Ờ à, thôi kệ đi, quên thì cho quên luôn. Làm sao có thể quên được chứ, mình kết hôn cả đời này chỉ có một lần, anh nhất định phải nghiêm túc với nó đó. Bà xã nói rất đúng, bà xã dạy rất đúng. Lại nịnh hả? Ê, anh ta nợ anh bao nhiêu tiền vậy? Nè. Cũng khá nhiều đó. À, hay là được, chúng ta đi thêm một lần nữa đi mua sắm bao nhiêu tiền nữa. Ê, ê, ê. Bà xã, bà xã, vậy đi, hay là mình anh đi thôi. Bây giờ em nói cho anh biết em muốn mua gì đi. Vậy cũng được. Anh coi nè, trong danh sách này còn rất nhiều thứ chưa mua, cái nào mua rồi em gạch bỏ, sau đó anh nhớ mua mấy thứ này về là được rồi. Wow. Sao vậy anh? Em ở nhà nấu cơm cho anh về ăn nha. Wow. Được, vậy anh đi đi. Đi đường nhớ cẩn thận đó, đi sớm về sớm nha anh. Được. Sao bây giờ mới tới? Trên đường tôi bị kẹt xe mà, nên mới tới muộn. Người đó tìm được chưa vậy? Chính ở là trong khu này hả? À, trong khu này. Đúng vậy. Viên tổng, tìm anh không dễ chút nào ha, cuối cùng cũng đã đợi được anh. Chào mấy anh em. Mấy anh sao lại tìm tới chỗ này vậy? Nếu để vợ tôi nhìn thấy á, vậy thì tôi chết chắc á. Viên tổng, chúng tôi tới công ty của anh, nói anh không có ở đó, gọi điện thoại cho anh cũng không nghe máy. À, không có, không có, không có. Mấy anh em à, thành thật xin lỗi nha, chỉ là vì công ty xảy ra một chút vấn đề đó mà. Đừng có viện cớ nữa, hôm nay chúng tôi tới là muốn đòi tiền. Anh muốn quỵt tiền đúng không hả? Trả tiền. À, không có, không có, không có. Trả tiền cho tôi. À, mấy anh em, mấy anh em, chuyện đó à, mấy anh nghĩ xem, chúng ta đã hợp tác với nhau bao nhiêu năm rồi mà, đúng không? Dương Khải tôi là người nợ tiền không trả sao? À, hay là vậy đi, các anh cho tôi thêm thời gian vài ngày để tôi nghĩ cách. Chỉ vài ngày thôi, tôi đảm bảo tôi mà kiếm được tiền, tôi lập tức trả các anh ngay, được không? Chúng tôi không có tin anh nữa. Ngày hôm nay không trả tiền, đừng hòng đi đâu hết. Đúng vậy, đừng hòng đi đâu hết. Đừng hòng đi đâu hết, không được đi đâu anh hết. Muốn chạy hả? Muốn chạy sao? Các anh, các anh đừng vậy mà, có gì từ từ nói. Các anh dây lấy tôi vậy, tôi cũng không biến ra tiền được. Các anh nghĩ xem, các anh là vì khoản nợ, tôi là vì xoay sở cho công ty. Mục đích của mọi người đều là vì tiền, như nhau hết. Hay là vậy đi, các anh cho tôi thời gian thêm vài ngày được không? Tôi kiếm được tiền lập tức trả các anh ngay. Chỉ vài ngày thôi, tôi đảm bảo. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Bỏ qua đi, bỏ qua, chỉ vài ngày thôi. Được, tôi sẽ tin anh thêm lần nữa. Đúng lúc đó không trả tiền thì đừng trách tôi không khách sáo. Được. Tự đi mà xoay sở ha. Nhớ nha. Ờ, tự xoay sở đó. Xoay tiền đi. Đi thông thả. Dương Khải. Ê. Dương Khải. Sao người anh chảy nhiều mồ hôi vậy? Ờ, bà xã, sao em lại ở đây? Ờ, em chỉ muốn xem thử. Nếu anh vẫn chưa đi thì đừng có đi. Ừ, mấy người đó là ai vậy anh? Ờ, à, à, mấy người đó đi nhầm khu thôi. Sau đó mới qua hỏi anh. Anh nói chuyện với họ vài câu. Ờ, à, bây giờ anh sẽ đi mua đồ cho em. Anh nè, hôm nay không cần đi nữa. Không phải là xe anh không có ở đây sao? Nếu như không có xe, anh ra ngoài cũng bất tiện lắm.
Hơn nữa, đã đến giờ cơm rồi, hay là ngày mai mình mới đi ha? Thiệp mời trong nhà mình vẫn chưa viết xong mà. Mình đi vô nhà viết xong thiệp rồi đi, được không anh? Được, bà xã anh nghe em hết. Đi thôi. Vào thôi. Sao hả, có ngon không? Ừ, ngon lắm. Chỗ này em hay tới lắm. Em thích cuộc sống không nhanh không chậm của nơi này. Cũng thích cả tiếng chuông ở đây. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông như vậy đều làm cho em bình tâm trở lại, cũng có thể quên đi tất cả những chuyện không vui. Vui vẻ là quan trọng nhất. Phải rồi, dạo này em hơi bận vì em đã tìm một thầy giáo học vẽ bằng tay trái. Nếu không thì em sẽ dẫn anh đi dạo một vòng rồi. Không cần đâu, lần này anh đến. Anh sao vậy? Anh sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Với Á Lợi. Không muốn nghe nhất chính là câu nói chúc phúc của em. Nhưng cái em có thể cho anh cũng chỉ có câu chúc này thôi. Anh biết chưa? Có một số chuyện đã bỏ lỡ thì là bỏ lỡ rồi. Với lại anh cũng biết anh đã thua rồi. Thua một cách triệt để. Cô Giảng, em đi đâu vậy chứ? Em muốn đi sao? Tạm biệt. Đừng bao giờ gặp lại. Tại sao lại muốn đi nữa? Em lại muốn qua bên đó sao? Từ nay về sau, tôi và Giảng Thị và tất cả mọi người trong căn nhà này không có quan hệ gì nữa. Thật ra lần này anh đến chỉ là muốn gặp em. Tuy là mấy năm trước anh cũng từng đến đây. Lúc đó anh không có năng lực, cũng không đủ dũng cảm để đến bên em. Bây giờ anh đã có rồi, nhưng anh vẫn không có được em. Ông trời rất hài hước, đúng không? Em cũng không biết. Lại muốn chạy trốn sao? 36 ghế chạy là thượng sách. Xem ra cô Giảng rất thích chạy trốn ha. Đương nhiên em không biết rồi. Càng không thể biết được nguyên nhân thật sự anh kết hôn với Á Lợi là vì cô ấy có thể hiến thận cho em gái anh. Nếu như là lý do khác, anh tuyệt đối từ chối. Nhưng liên quan tới sự sống chết của em gái anh, anh thật sự không thể từ chối. An Kiệt, trong lòng anh rất mâu thuẫn. Dịp lần anh vừa vào đâu lấy một quả thận của Á Lợi, anh dựa vào đâu sau khi làm tổn thương cô ấy lại còn đi tổn thương cơ thể của cô ấy? Nhưng anh chỉ cần nghĩ tới việc Á Lợi vì em gái anh mà làm tổn hại cơ thể mình, trái tim anh vô cùng vô cùng đau.
Có phải em cũng cảm thấy anh rất buồn cười không? Anh đúng là rất buồn cười đó. Vì rõ ràng anh rất quan tâm Á Lợi mà bản thân anh lại không biết. Không thể nào, người anh yêu chỉ có một mình em. Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi chuyện, bao gồm trái tim anh. Tuy bản thân anh vẫn còn chưa biết, nhưng mà trong lòng anh, người anh yêu thương nhất là Á Lợi. Sở dĩ anh không bằng lòng kết hôn với cô ấy là vì anh không muốn tổn thương cô ấy thêm nữa. Vì anh thương xót cô ấy cho nên trái tim anh mới đặc biệt khó chịu như vậy. Không đâu, người anh yêu chỉ có một mình em. Á Lợi, anh thật sự rất khó chịu. Trái tim anh rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Đừng uống nữa. Em để anh uống hết đi. Ngày mai anh phải về rồi. Phải về để đối mặt với người mà anh không biết phải làm sao đối mặt. Đối mặt với những vấn đề mà anh vốn dĩ không giải quyết được. Em để anh uống đi. Những năm qua, anh luôn có một sự ngộ nhận. Em trưởng thành rồi, anh vẫn một mình dừng lại ở tuổi 18. Ở thời điểm mà em rời bỏ anh, chợt nhỉ nên ngực. Niên Ngực, anh có rảnh không? Ra đây nói chuyện một lát. Sao tự nhiên được rảnh tìm tôi nói chuyện anh vậy? Anh đến thì sẽ biết. Tôi nhắn tin cho anh rồi đó. Anh đến đi. Được. Cái này làm sao xài? Để ba coi coi. Có phải bấm vào đây không ba? Ba cũng không biết. Chút nào, chúng ta vào bên trong xem thôi, đi. Đi. Hả? Được. Nhiễm, sao lại gọi tôi đến thư viện vậy? Không uống cà phê, đổi sang uống nước ép hả? Mỗi ngày đi uống cà phê, đổi khẩu vị không tốt sao? Ừ, có lý đó. Chỗ này cũng có phong cách riêng của nó chứ bộ. Xin mời. Cô ngồi đi. Nhiễm à, có phải là
Mấy hôm nay không được gặp tôi, nhớ tôi rồi nên mới hẹn tôi không? Nếu như tôi nói phải thì sao? Vậy thì một lần nữa chứng minh rằng Điên Ngật tôi quyến rũ vô cùng. Được rồi, không nói đùa với anh nữa. Tôi đến Mỹ Thượng đi tìm Gia Trân. Cô ấy lại nói là có gì không gặp tôi, vì vậy tôi mới nhớ tới anh đó. Ồ, sau khi biết được sự thật tôi vô cùng đau lòng. Nhưng mà ít ra cũng có một chút tác dụng đúng không? Chỉ là chỗ này môi trường quá yên tĩnh, tôi có hơi không thoải mái. Giám đốc Niên giống hệt như những gì mà Gia Trân nói với anh đó. Nè, lúc hai người nói chuyện với nhau không phải là thường xuyên nhắc tới tôi chứ? À, Nhiễm Nhiễm, tôi vẫn còn chưa biết cô làm công việc gì. Tôi làm việc ở một công ty tư vấn đầu tư và sáp nhập. Ủa, vậy chúng ta cùng ngành luôn. Vậy sao? Đúng vậy, tôi xuất thân từ ngành đầu tư mà. Nè, vậy cô đối với quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp có phải rất am hiểu không? Kinh nghiệm thực tế thì không nhiều lắm, nhưng mà tôi thích phân tích mọi loại trường hợp. Cô nói thử coi. Xin mời Dương Tổng. Niên Tổng ra ngoài có chút việc, anh ở đây nghỉ ngơi một chút nha. Được, cảm ơn. Dạ được. Nhiễm Nhiễm, không ngờ là cô vào nghề chưa bao lâu mà lại có cách nghĩ, cách nhìn độc đáo như vậy. Tôi thật sự rất khâm phục cô đó. Chẳng lẽ tôi trong lòng của anh chỉ là một đứa háo ăn nói về chuyện ăn uống thôi sao? Không phải, không phải. Tôi thật sự cảm thấy cô rất là lợi hại. Chỉ trong vài ba câu đã nêu ra được điểm mấu chốt bên trong rồi. Hơn nữa bây giờ tôi đối với cái đầu của cô rất hứng thú đó. Muốn biết cũng không khó đâu. Món ngon trước mặt, hỏi là trả lời. Muốn ăn gì hả? Tôi mời cô. Đã uống hết nước rồi, tôi muốn uống một ly cà phê. Đúng lúc ở dưới lầu có, hay là chúng ta vừa đi vừa nói đi. Được đó. Đi. Gia Trân, sao cô lại ở đây? Cái đó tôi qua đây để đưa thiệp mời cho Phát Tranh. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy mà anh ấy không bắt máy. Anh Phát Tranh đi châu Phi tham gia hoạt động công ích rồi. Đúng lúc tôi giúp anh ấy thu dọn đồ. Hoạt động công ích ở châu Phi hả? Sao tôi không nghe anh ấy nói hả ta? Chuyện là như vậy. Thiệp mời của tôi viết thành hai tấm. Nếu như Phát Tranh không có thời gian đến tham dự hôn lễ của tôi, thiệp mời của cô tôi cũng viết xong rồi nè. Hy vọng đến lúc đó cô có thể đến tham dự hôn lễ của tôi. Trước đây tuy là chúng ta có một chút hiểu lầm, đó là chuyện đã qua rồi có đúng không? Hy vọng sau này hai chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau. Tôi sẽ đi. Được, vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt.
Nhiễm Nhiễm, tôi luôn cho rằng cách nghĩ của tôi trong ngành đầu tư là độc nhất vô nhị. Không ngờ cách nghĩ của cô càng đặc biệt hơn, khiến tôi mở mang hiểu biết. Lần sau tôi sẽ mời, mời cô đi ăn món ngon. Sẵn tiện thỉnh giáo cô một chút luôn được không? Thỉnh giáo thì không dám đâu, nhưng mà cà phê thì chắc chắn không thể thiếu đó. Cái này là chuyện nhỏ thôi, quyết định vậy nha. À, Nhiễm Nhiễm à, ở công ty của tôi vẫn còn một số việc. Hay là tôi... Anh cứ đi làm việc đi, tôi có hẹn với bạn rồi. Giám đốc Điên, hẹn gặp lần sau nha. Tạm biệt. Bye. Chuyện là vậy đó. Người anh em, chúng ta quen biết nhiều năm rồi, cậu cũng hiểu mà. Tôi và tập đoàn Giật Nhĩ giao dịch đã lâu như vậy, trong việc hợp tác chưa từng xảy ra một chút vấn đề nhỏ nào. Lần này cậu nhất định phải giúp tôi thanh toán khoản nợ của nửa năm cuối, giúp tôi vượt qua khó khăn lần này. Cậu cũng biết mà, trước giờ tôi rất ít nhờ ai, nhưng mà lần này tôi bất đắc dĩ nên mới phải mở miệng nhờ cậu. Tâm trạng của cậu tôi có thể hiểu được, nhưng cậu cũng biết là Giật Nhĩ không phải là công ty của tôi. Những chuyện này phải mở cuộc họp để mà thống nhất. Đồ tại tôi không tốt, tại tôi nóng lòng thành công, chỉ muốn kết hôn với cô ấy, muốn cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tôi thật sự không ngờ trăm sai ngàn sai chỉ sai ở một bước này. Vẫn còn chưa đến bước đó mà, Trình Tĩnh có biết không? Cô ấy vẫn chưa biết. Hai hôm nay vì chuyện của cô ấy tôi sắp nổ tung cái đầu luôn rồi. Tôi đang nghĩ phải tìm lý do gì để trì hoãn hôn lễ, có thể sẽ phải ly hôn. Cái gì? Cậu nói Trình Tịnh sẽ vì chuyện cậu phá sản mà ly hôn với cậu hay sao? Không phải cô ấy muốn ly hôn tôi, mà là tôi không thể kết hôn với cô ấy. Cậu nghĩ xem, lỡ như phá sản rồi, ai còn bằng lòng theo tôi chịu khổ hả? Chi bằng để cô ấy đi theo tên phát tranh đó. Dương Tổng, có cô Dân đang ở trong phòng họp đợi anh. Cô Dân à, tôi có hẹn không? Tổng giám đốc, với tình hình bây giờ thì tôi cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Anh thấy sao hả? Nhưng giá trị của công ty chúng tôi nhiều hơn giá ông ta đưa ra. Mấy người khác nào thừa nước đục thả câu chứ? Thừa nước đục thả câu? Tổng giám đốc, anh phải biết bây giờ là giai đoạn nguy cấp, giá trị của công ty anh không thể đánh giá theo tình hình bình thường được. Hơn nữa bây giờ anh đang nợ quá nhiều, muốn lấy được vốn đầu tư trả nợ còn khó hơn lên trời nữa. Bây giờ có một công ty với số vốn hùng hậu đến giúp đỡ anh, đó là hợp tác tốt cho cả hai, sao có thể thừa nước đục thả câu được. Được, cô cho tôi suy nghĩ thêm đi. Được, tôi đợi câu trả lời của anh. Chị đã mang thai. Có thật không? Thật đó. Xin chúc mừng.
Ông xã, anh về rồi hả? À. Ừ. Sao sắc mặt của anh khó coi quá vậy? Không sao, có thể do bữa trưa anh ăn nhiều dầu mỡ quá. Với lại anh thường xuyên ăn món thanh đạm của em, thỉnh thoảng ăn một bữa đồ ăn nhanh, có chút không quen thôi. Ồ, hay là vậy đi, sau này em thường xuyên nấu cơm cho anh ăn, sau đó đưa đến công ty cho anh, có được không? Được, được. Và anh đợi một chút, em vẫn còn vài món nữa đó. Ờ, được. Ừ. Alo. Tổng giám đốc, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Đối với anh và cả công ty đều tốt, tình hình thực tế chẳng phải anh biết rõ hơn sao? Tôi biết, tôi biết. Để tôi suy nghĩ một chút, được không? Ông xã, anh gọi điện cho ai vậy? Không có, không có. Là nhà cung ứng lấy hàng, đang cần gấp. Vậy anh ra ngoài gọi điện thoại, em cứ chuẩn bị đi nha, anh sẽ về nhanh thôi ha. Dạ. Alo, anh Bắc Tranh, có phải anh không? Anh tới nơi chưa? Tới rồi, mọi chuyện đều tốt. Chỉ là gọi điện thoại hơi bất tiện. Em sao rồi? Em cũng rất tốt, chỉ là hơi nhớ anh thôi. Hả? Em nói cái gì? Anh nghe không rõ. Em nói lớn tiếng lên đi. Em nói là không có gì hết á. Có phải là anh chưa nói với Trình Tĩnh là anh đi châu Phi không vậy? Ý, cô ấy có phát thiệp mời nè, kêu chúng ta tới dự hôn lễ đó. Hả? Không tham dự hôn lễ được. Nè anh Phát Tranh ơi, em dùng thân phận là bạn gái anh đi có được không? Cái gì? Alo. 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 Alo, anh Phát Tranh. Dạ Trân. Lúc nãy em nói cái gì? Em nói lần nữa đi. Em nói em dùng thân phận là bạn gái anh đi có được không đây? Cái gì? Anh không nghe thấy. Alo. Anh Phát Tranh ơi, sao anh không nói gì hết vậy? Dạ Trân, xin lỗi anh phải đi rồi. Mọi người đang chờ anh, bữa khác gọi em nha. Ê, nè nè nè, alo alo. Alo. Cái gì vậy trời? Thiệt tình luôn á, đợi mấy ngày chỉ đợi được một cuộc điện thoại vậy. Đủ xấu xa, xấu xa, xấu xa, xấu xa. Xấu xa, xấu xa, xấu xa. Sao hả? Có suy nghĩ gì không? Chi trả khoản thanh toán trước chắc chắn sẽ có rủi ro. Và chúng tôi đã xem qua hợp đồng, trong hợp đồng cũng không có thỏa thuận này. Chúng ta hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu của đối phương. Chúng tôi đã xem lại các hợp đồng mẫu trước đây, cũng có các tình huống chi trả khoản thanh toán trước giống như vậy. Hơn nữa, số vốn của bọn họ có hạn sẽ không ảnh hưởng tới toàn bộ vận hành của công ty chúng ta. Chi trả khoản thanh toán trước, trước đây là tình huống nào? Đó là ý của Tổng Giám đốc Tịch. Công ty đối phương gặp phải một số rắc rối, tới tìm Tổng Giám đốc Tịch, nghĩ tới họ hợp tác với tập đoàn Nhật Vĩ chúng ta rất vui vẻ. Tương lai còn có khả năng sẽ hợp tác, vì vậy Tổng Giám đốc Tịch căn dặn đặc biệt ưu tiên. Đặc biệt ưu tiên. Sao vậy hả đại tiểu thư? Hôm nay hình như có tâm trạng. Nhìn cái miệng của cậu cong lên cao lên trời luôn. Tối hôm qua chẳng phải là anh Tranh gọi điện thoại cho cậu rồi sao? Hôm nay nên vui mới phải chứ. Vui cái gì chứ? Cậu được cậu không? Nói cái gì nghe cũng không rõ.
Ở chỗ đó hẻo lánh, không có tín hiệu là chuyện bình thường. Mình biết, nhưng mà thôi bỏ đi. Lát nữa đọc sách xong đi mua sắm với mình nha. Lại mua quần áo hả? Hôm lễ của Trình Tĩnh và Dương Khải mình phải tới tham dự nên phải mua quần áo. Nhưng mà hôn lễ của Trình Tĩnh và Dương Khải cậu mặc xinh đẹp quá để làm gì? Hôm đó cậu đi đọ sắc đẹp với cô dâu hả? Hay là đi cướp chú rể đây? Nè, mình nói cậu biết, anh Phát Tranh và Trình Tĩnh quen biết lâu như vậy, chơi chung với rất nhiều bạn bè. Những người bạn đó của anh ấy hả, khó tránh sẽ lấy mình ra so sánh với Trình Tĩnh. Mình chỉ muốn xinh đẹp một chút để không làm anh Phát Tranh mất mặt thôi. Mặt đại tiểu thư của chúng ta xinh đẹp như vậy, người ta nhìn đến không chớp mắt còn nghe được đó. Về nước chưa bao lâu biết cách nói lời thật lòng rồi ha. Gia Trân à, mình hỏi chuyện này có được không? Hỏi đi. Nếu như mình nói nếu như nha, nếu như Dương Khải và Trình Tĩnh chia tay với nhau rồi Phát Tranh không buông bỏ được Trình Tĩnh, cậu có suy nghĩ về Niên Ngật không? Hỏi linh tinh gì nữa vậy? Nếu như mà mình đã nói là nếu như rồi, cậu có nghĩ đến anh ấy không? Mình nói lại một lần nữa nha, mình nói rất nghiêm túc luôn á. Mình với Niên Ngật chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường là cái gì? Chính là cho dù xảy ra tình huống gì, mình và anh ấy cũng không thể ở bên nhau. Không thể nào. Cho dù mình và anh Phát Tranh chia tay nhau, mình cũng không nghĩ tới Niên Ngật đâu. Với lại mình và anh Phát Tranh sẽ không chia tay. Tại sao hả? Mình cảm thấy tính cách của Niên Ngật đều rất tốt mà. Ê, không đúng nha, sao bữa nay kỳ lạ vậy ta? Đâu có đâu. Xem sách đi. Xem xong rồi lát nữa mình với cậu đi mua sắm nha. Nhiễm Nhiễm hả? Tôi Niên Ngật đây, bây giờ cô có rảnh không? Có chuyện này tôi muốn nghe ý kiến của cô. Được, bây giờ tôi đang ở thư viện, anh đến gặp tôi đi. Được, chào anh. Gia Trân, một lát nữa không đi mua sắm với cậu được rồi. Công ty có chuyện gấp, mình phải quay về. Hả? Lần sau đi với cậu, có được không? Hả? Không được. Ngoan ngoan đi ha. Vậy mình đi nha. Đừng mà. Thu dọn sách giùm mình ha. Tạm biệt. Đừng mà. Thu dọn sách. Bài viết này rất hay đó, em mở cho anh xem nha. Tìm tôi không nói gì, có phải là gặp chuyện gì rắc rối không? Chuyện là như vậy. Một người bạn của tôi gặp phải chút khó khăn. Có người muốn tìm cậu ấy giúp đỡ, nhưng cậu ấy cũng không biết là giúp hay không giúp. À, cô có thể giúp tôi phân tích một chút không? Chuyện là như vậy. Sao tự nhiên lại kêu vào họp? Đúng vậy? Vậy tôi cũng không biết, hình như là rất gấp. Thank you.
Alo. Xin chào anh, chỗ chúng tôi là chỗ cho vay ngắn hạn. Anh có vấn đề về tài chính cần chúng tôi giúp đỡ hay không? Tài chính của cô có vấn đề thì có, cả nhà cô đều có vấn đề. Đừng có gọi cho tôi nữa. Vào đi. Dân tổng à, cái này không cần ký tên đâu. Đây là thư hối trả nợ do ngân hàng gửi tới. Khoản vay của chúng ta đến kỳ hạn rồi. Nếu như còn không trả thì bọn họ sẽ... Đám người này, lúc công ty kinh doanh tốt thì đến đây nịnh hót. Bây giờ công ty bất ổn, nói trở mặt lại trở mặt, đúng là quá đáng. Được rồi, không sao, cô ra ngoài trước đi. Chuyện chính là như vậy đó. Nếu như là cô sẽ làm sao hả? Nếu như thực sự giống như những gì bạn anh nói, nếu như anh ta giúp được cô gái đó thì đồng nghĩa là từ bỏ người con gái mà mình thích. Còn nếu như không giúp á, thì vẫn còn cơ hội để giành cô gái đó. Đúng, là vậy đó. Vậy anh ta rất thích cô gái đó hả? Cậu ấy rất thích cô gái đó. Tôi cho rằng tình yêu đều là ích kỷ. Nếu như thật lòng yêu một người thì phải nắm bắt cơ hội được ở bên cạnh cô ấy. Nếu như giống như là người bạn của anh nói đó, thì đó là cơ hội ngàn năm hiếm có, không phải sao? Về rồi sao? Rốt cuộc em muốn bướng bỉnh tới khi nào đi? Cái gì gọi là bướng bỉnh? Không muốn tiếp tục bị lợi dụng là bướng bỉnh sao? Hôm trước dì đã trở mặt với anh. Dì nói với anh là dì ấy chỉ cố tình cho em nhìn thấy tin nhắn. Bây giờ anh mới hiểu tại sao em không nói công rằng đã rời xa anh. Hiểu lầm sao? Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn đóng kịch. Anh không mệt sao? Anh muốn làm cho em tin anh. Đừng hiểu lầm anh nữa được không? Đủ rồi. An Kiệt, tôi không muốn nghe tiếp nữa. Bây giờ anh nói bất cứ lời nào tôi cũng cảm thấy rất ghê tởm. Làm người phải biết vừa phải thôi. Tôi đã không muốn làm phiền mấy người thì mấy người cũng đừng làm phiền tôi nữa.